khi chúng ta phục vụ cho nhau bằng các mỗi người mỗi một phần đóng góp trong chương trình chuyên đề, là một cách nào đó chúng ta đã làm tôn vinh Thiên Chúa và ta trở thành người thợ xây xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa giữa trần gian, phục vụ cho sự sống của anh chị em mình, sự sống ngày càng dồi dào hơn. Nói tóm tắt đôi lời như thế để gửi đến anh chị em và kính chúc anh chị em được hạnh phúc, được an lạc trong những lần đến tham dự vào buổi chiều thứ bảy trong chương trình chuyên đề và mang những hoa trái ấy về với gia đình, về với nơi mình làm việc, mình phục vụ. Xin cảm ơn. Xin mời đến đây.